Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay em sẽ lên kệ cùng với một sản phẩm siêu hot hit vừa cập đến tại nội thất Sơn Đông luôn đấy ạ. Một bộ sofa hiện đại với chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là một trong những dòng sản phẩm được khách hàng ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất hiện tại. Đây, với thiết kế bộ gồm 5 món: một chiếc băng ba này, một chiếc băng đôi, một chiếc ghế ngồi, một bàn và một cái đôn bàn nha. Tổng thể bộ này được làm với chất liệu gỗ gõ đỏ nhóm 1. Gõ đỏ thì chắc hẳn đã rất quen thuộc rồi đúng không mọi người? Đây là một chất liệu được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất nội thất cổ tự nhiên. Đặc biệt phải nói nhiều nhất về gỗ gõ đỏ đó là chất lượng mọi người ơi. Chất lượng thì cực kỳ ổn định, giá trị lâu dài. Quý anh chị mà mình lựa chọn gỗ gõ đỏ cho không gian nội thất của gia đình mình á, thì không phải lăn tăn suy nghĩ về phần chất lượng nha. Về nguồn gỗ đầu vào thì đã được Sơn Đông xử lý, tẩm sấy rất là kỹ lưỡng, hạn chế tối đa cái vấn đề co ngót, nứt nẻ trong quá trình sử dụng và còn được bảo hành tới 5 năm nữa nha. Đây, cam trên màn hình của mọi người đang là phần chiếc ghế băng ba, ghế đẳng dài đó mọi người. Sản phẩm này thì sẽ được tặng kèm một bộ nệm da và gối, sẽ có 5 cái gối ha. Đây, khi mà ngồi vào sản phẩm mọi người thấy không? Cái ghế này em nghĩ là ngồi 4 người lớn vẫn ok nha. Băng ba nhưng mà ngồi 4 người lớn vẫn ok. Thiết kế trơn hiện đại như này thì em thấy nó không có kén không gian, mình có thể kê đặt ở bất cứ không gian nào mà gia chủ yêu thích. Ở đây là dạng sofa góc chữ L đấy ạ, nên là mọi người lưu ý giúp em cái góc mình kê đặt ha. Góc này với cái hướng của em thì đang là góc bên trái nha. Đây, rồi gỗ phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Để mọi người xem giúp em ha, cái mặt bàn này, ôi vân quá trời đẹp. Và mặt bàn này như em được thấy trên màn hình đây đang là mặt bàn liền luôn nha. Mặt bàn liền nguyên một tấm và độ dày này có thể là lên tới 4 phân luôn đó mọi người. Đó, trời ơi, nguyên một cái mặt bàn liền tấm. Mặt bàn này cũng rất là bự. Cái bàn này thì thiết kế khá là lớn luôn, nó phù hợp cân đối với lại tổng bộ. Ngoài ra, đây, còn được thiết kế thêm hai cái hộc tủ kéo này mọi người ơi. Đó, hai cái hộc tủ kéo ở bên ngoài là cũng chạm những cái ô như thế này, ô giống như ô caro á mọi người, nhưng đây sẽ là hình chéo nha để tạo điểm nhấn thêm cho sản phẩm. Có tới hai cái hộc tủ kéo để cho mọi người mình đựng đồ ha. Phía bên trong thì sẽ là hộc chết, mình có thể quay cái mặt hộc tủ kéo vào phía trong hoặc là phía ngoài tùy theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình mình nha. Đây, cái phần ghế đôi thì cũng sẽ hộc tủ kéo luôn đó mọi người, tiện lợi trong quá trình mình sử dụng. Em sẽ lấy một cái nệm ra cho mọi người xem được cái mặt gỗ ở phía bên dưới nha. Đó, làm nệm nhưng mà mặt gỗ ở phía bên dưới cũng rất là đẹp luôn này mọi người ơi. Cái ghế đơn này chỉ tiện nhất để em lấy ra để em quay cho mọi người xem ha. Màu gỗ gõ đỏ tự nhiên, dễ dàng kết hợp với những cái món nội thất khác trong không gian, cũng như là nhìn vào rất là sáng, bắt mắt. Ngoài trừ cái phần bàn được làm liền tấm rất là dày dặn ra thì toàn bộ bề mặt, phần là bề tay này cũng như là bề mặt của đôn đều được làm nguyên tấm luôn mọi người ơi, làm liền từ một tấm gỗ nên là nhìn rất là liền lạc và đẹp mắt. Vân gỗ gõ đỏ thì cũng phải gọi là miễn chê rồi đúng không mọi người? Gỗ đỏ bên em sử dụng cho bộ này sẽ là gỗ gõ đỏ Nam Phi nha. Mọi người thấy không? Thông số thì rất là dày dặn, chất liệu gỗ gõ đỏ cao cấp. Anh chị mình đang cần tìm một bộ bàn ghế vừa sang trọng này, vừa ấn tượng mà lại có giá trị cho không gian thì có thể tham khảo mẫu này của em nha. Sản phẩm đang được trưng bày tại showroom quận Bình Tân, địa chỉ 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của em. Cần hỗ trợ, thông tin và tư vấn thêm về bộ sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0879 400 37 để em hỗ trợ tư vấn thêm cho mọi người ha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.